Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào khoảng một tuần trước, mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện ăn chia 20.000 token cần IDS từ sàn Binance nha các bạn. Nay bạn nào có làm theo dự án của mình thì các bạn vào đăng ký login vào sàn Binance, các bạn chép giấy nha các bạn. Đây thì mình đã hiện tại nó đã phân phối và mình đã được có 40 token cần 40.5 token cần IDS rồi các bạn. Giá khá là thấp luôn các bạn. Khoảng được một đô mấy. Cái này mình không có đủ min chay nữa tất cả các bạn. Này mình làm cái video này chủ yếu là mình thông báo cho các bạn cứ để đó nha các bạn. Chờ nó sau này giá con này nó cao thì các bạn chay sau nữa tất cả các bạn. Như vậy mình đã cập nhật lại một dự án IDS cho tất cả các bạn, cũng đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Phải nó về có khoảng 10-20 đô thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chay. Con này mình không có đủ min gấp nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.